Xin chào cả nhà. Lời đầu tiên thì Hoàng xin kính chào cô chú bác anh chị em đang xem video luôn luôn dồi dào sức khỏe nha. Hôm nay Hoàng tiếp tục quay bán chiếc xe Venfa lốc đen đời 2002 nha cả nhà. Và bây giờ mình sẽ quay một vòng cho cả nhà mình xem hình thức xe ha. Rồi mình sẽ vô quay chi tiết từng món đồ trên xe cho cả nhà mình biết luôn nha. Những gì đã làm nha. Nói chung là xe này thì Hoàng cũng có dọn xương xương nha cả nhà. Nhưng mà được có cái là máy nguyên zin, đầu nầu chưa chạm nha. Venfa lốc đen màu xanh nhớt đời 2002. Thì xe này là hiện tại là hồ sơ cầm tay nha cô chú bác anh chị em. Hồ sơ cầm tay. Cô chú bác anh chị em mình mua về thì cầm hồ sơ là nhập ra tên chính chủ luôn thôi. Rất là tiện lợi ha. Khỏi mất công là rút hồ sơ sang tên gì nữa hết. Đó. Xe này Hoàng rút hồ sơ sẵn rồi. Quay Alpha lốc đen. Máy rất là chắc nha cả nhà. Đó, Hoàng đi rất là êm luôn, bốc không có ra khói, không có hú hí gì hết nha. Máy rất là êm. Rồi, bây giờ mình vô cái phần đầu đèn nha. Rồi cái chá đèn này cũng là chá đèn zin theo xe này ha. Đó. Của Alpha lốc đen đời 2002 nha. Chá đèn này thì lốc trắng lốc đen nó khác nhau nha. Cái này mình cũng chia sẻ anh em nào luôn thợ thầy lái thì biết rồi. Còn cái này mình nói cho khách xài ha. Đó, đây là chá đèn zin của Alpha lốc đen nha. Thì cái chá đèn này zin theo xe này nói chung cũng có hơi găng găng nứt đó, ha. Quay gần gần vô cho cả nhà mình xem ha. Đó. Cận cảnh nhìn kỹ nó mới thấy thôi nha, chứ mình đứng xa mình nhìn cũng không có thấy nha. Nói chung cũng còn gọi rất là sáng gơm nha. Rồi đây là cái phần mặt nạ ha, về trước đó, ban ốc zin rất là đẹp. Rồi mỗi về trước này cũng có vài chỗ nó chạy nha, chạy hơi hơi thôi đó. Đây nè điểm chạy ha, mỏ này cũng có chạy cho nên mình cũng hơi dán lại. Áo này là chưa có sơn gì hết nha cả nhà. Nói chung bộ áo này là áo zin theo xe. Đó. Áo zin theo xe 2x2 luôn. Rồi buộc này thì cũng có bắn lại nha cả nhà. Đó, buộc thì có bắn lại nha. Dành thì dành Goshi. Đó. 1.2 dành Goshi. Rồi, cầm ốc đồ là mình cũng có xử lý ha. Nói chung là xe dọn xương xương rồi. Đó, nhìn ốc đồ đẹp ha cả nhà. Vỏ mới thay nha cả nhà. Vỏ này mình mới thay luôn nha. Đó, ra gió đồ còn hết nha. Vỏ mới thay chưa chạy luôn. Rồi, đây bên phần má thắng ha. Đó. Thì đúng đời của anh Pha lốc đen là cái cốt trước này là cốt xi đen nha. Đó. Ốc bán nè không? Phục. Phục Alpha lốc đen luôn nha. Đây có đát ở trong là mã số này 02 đàng hoàng nha. Nói chung không biết cả nhà mình nhìn thấy rõ không, nhưng mà phục Alpha lốc đen. Rồi quên nữa, trên bao quay cầm đồ thì có thay mới rồi. Đó. Bao quay cầm thì có thay mới ha. Ta thắng zin. Bao quay cầm thay mới, gù thì có sơn lại. Đó, cho nó đẹp ha. Rồi mình quay cái phần tiếp theo là cái phần đầu máy đi cả nhà. Đây, trên phần đầu máy. Máy là bao zin nha, đầu nầu chưa chạm. Đó, máy rất là sạch sẽ luôn ha, sạch tự nhiên nha, không có bẫy nha. Đó, móng to ra gòn luôn ha. Đó, ốc còn màu nha cả nhà. Đó, gòn còn xanh dần luôn ha. Rất là đẹp. Nắp xúc bắp chưa chỉnh luôn nha. Rồi, tiếp theo là bình xăng con. Bình xăng con này là bình xăng con cũng zin của xe luôn. Pha lốc đen luôn nha. Kênh hiệp tê nha. Rồi đây là cái phần lốc nồi nha. Đó, nói chung là bụi cái nha, đậu đây bụi không. Nồi đẹp. Đó. Bô này là bô theo xe nha. Chút nữa mình quét cái máy cho cả nhà mình nghe. Bô nổ rất là hay, bô theo xe mà còn rất là đẹp nha cả nhà, chỉ xước gầm 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 thôi. Chứ nó rất là đẹp ha, không có móp lủng mục gì hết á. Rồi. Alpha lốc đen thì mấy cái đầu số ốc mình bán này là đầu số 10 nha cả nhà. Nó khác Alpha lốc trắng nha. Alpha lốc trắng thì đầu số 8 nha. Alpha lốc đen đầu số 10. Đây, buộc gấp, gấp nước sơn zin nè. Có đắt 5 sân sức 2x2 luôn ha. Đây dành Goshi luôn. Dành cam. Cam mà còn màu rất là đẹp nha, cam xanh chì đẹp.
Vỏ sau cũng mới thay luôn, nói chung là một cặp vỏ trước sau là mới thay hết. Còn chú bác anh chị mình mua về là chỉ việc đổ xăng chạy thôi, đổ cần làm gì hết đó ha. Rồi, rồi qua phần hợp xích nè. Bữa giờ anh em cũng kiếm xe quen pha mà lốc đen lốc trắng rồi nhiều, mà nói chung là Hoàng mới là có chiếc này thôi ha, với một chiếc anh pha lốc trắng giọng mới thì Hoàng có quay clip trước rồi, với một chiếc này. Nói chung là dạo này mua xe cũng hơi khó khăn cả nhà, do tình hình dịch bệnh là nhất, thứ hai là rút hồ sơ bọng vậy ha. Đây lốc vô lăng đu cá thì lốc này nó cũng có hơi muốn bong 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 ha. À, quay kỹ kỹ vô đây nè. Đó, nước chạy chỉ á, gọi là nước sơn chạy chỉ á. Đây quay quay trên cái phần nè, cái này là cái chưa thay sinh cam luôn ha, nắp tròn nè, gon đẹp luôn ha, chưa thay sinh cam nè, đầu sạch tự nhiên ha. Đó. Rồi đây lên cầm công tắc xi nhan nè, cầm công tắc xi nhan này cũng rất là đẹp cả nhà. Đó, chữ đồ còn hết nè, thấy không cả nhà, mình thấy rõ không, chữ còn màu hết trơn luôn ha. Đó. Đồng hồ là đồng hồ Gin ha, kim xăng kim km là Gin luôn à, của anh pha lốc đen luôn nha. À, đồng hồ anh pha lốc đen là có hình cây xăng màu vàng nha cả nhà, khác anh pha lốc trắng nha, là kim lên xuống nha. Để mình mở cho cả nhà mình xem nó kim đang hoạt động. À, đây nút đề spa ha, chữ còn rất là đẹp nè. Rồi đây trong phần cấp yên, thùng xăng lớn là nước sơn Gin. Đó. Sườn thì không có một xét hết một cái nha. Đó. Nó cũng có hơi gỉ ban hơi rồi, cái này mình nhưng mà nước sơn Gin không có một lũng gì hết nha. Sườn là bao đẹp, đế yên Gin luôn, 2x2. Da này thì có bắn lại rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bếp đứng máy cho cả nhà mình nghe ha. Đó, xe đang nổ máy ganh ti cả nhà, rất là chắc. Xe nổ máy ganh ti rất là chắc nha cả nhà, không có gà khổ trắng khổ đen gì hết nha, máy rất lắm luôn. Đó, bồ theo xe nổ rất là hay nha cả nhà ơi, máy yêu luôn nha. Đó, nồi chả kịch kịch nha, nói chung là bao Gin cho cả nhà mình là đầu nồi chưa chạm. Đầu máy rất là đẹp cả nhà, bốn ốc đầu rất là đẹp, máy đang nổ cả nhà. À, máy thì thầm luôn nha, ganh ti rất là thì thầm luôn, đứng xa xa là không nghe nó. Rồi chiếc quen pha lốc đen này thì Hoàng xin nhắc lại ha, là máy nguyên Gin, đầu nồi chưa chạm. Dưới dàn áo là áo theo xe, áo Gin luôn, áo pem và Gin theo xe, đát 2x2 hết nha. Hoàng có tháo ra Hoàng kiểm tra rồi. Đó, thì nó cũng có lỗi nhẹ chạy một vài chỗ thôi. Ví dụ như chạy cái mỏ dè nè, với mấy cái bên hông này pem nó có hơi xước lâm gâm ha. Tại áo theo xe nha, áo này áo theo xe mình có lột keo đánh bát lại nha. Nói chung cũng có lỗi một vài chỗ, nhưng mà nói chung cũng còn rất là đẹp, khá ok. Gáp rất là khích khao ha, mấy áo theo xe nè, mấy cái hàng mới gáp nó hay dễ bị hở lắm. Đó. Cầm cô chú bác anh chị em thì